Vũ Cát Tường lần đầu trải lòng về 3 năm dần rời xa sân khấu, lý do không còn mặn mà với bài hit, trải nghiệm khi là người bình thường, cuộc sống với bạn gái sau khi công khai. Giọng ca có người chưa từng giấu chuyện mình thích nam hay nữ, nhưng cô chưa bao giờ công khai vì nhiều nỗi sợ. Trả lời phóng viên, cô cho biết, tôi sợ người khác không nhìn vào giá trị mình mang lại cho đời, chỉ nhìn vào giới tính để đánh giá mình. Tôi sợ mình chưa đủ trải nghiệm để đưa ra một quyết định lớn. Tôi sợ gia đình bị ảnh hưởng, và tôi sợ cộng đồng của mình phải đối diện với những áp lực từ bên ngoài. Ca sĩ nhận ra nếu trước tuổi 31 không dám sống thật với chính mình, cô sẽ rất khổ tâm. Cô đoán khi bước qua tuổi 31, cô sẽ liên tục bị hỏi khi nào lấy chồng. Bởi vậy, cô lựa chọn chia sẻ chuyện này với công chúng trước khi chạm mốc 31 vào tháng 10 năm nay. Vũ Cát Tường cho biết cô công khai giới tính với người nhà cách đây khoảng 10 năm sau khi cô xuống tóc. Gia đình, đặc biệt là mẹ, đã chấp nhận con người của Tường, vẫn luôn yêu thương và ủng hộ những quyết định của cô. Các bạn gái của Tường trước giờ đều không hoạt động trong showbiz. Cô tự nhận là người truyền thống khi yêu, yêu ai cũng nghiêm túc, nghĩ đến chuyện ổn định lâu dài nên mất thời gian dài để cởi mở. Tường thích mẫu con gái xinh đẹp, có tấm lòng nhân hậu, biết nghĩ cho người khác và đặt gia đình lên hàng đầu.